Xin chào các bạn, mình đến từ Phụ Kiện Ba Miền và bên mình cung cấp sỉ sim ghép các loại mới nhất trên thị trường ha. Thì video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là Redrin cái iOS 17.6.1, cái iOS mới nhất. Cách mới này thì mình có thể áp dụng được cho các cái OS từ 16 trở lên. Ở đây mình chuẩn bị mấy cái máy từ OS 17.6.1 tới 17.6 để test cho các bạn coi ha. Cái cách này tương đối đơn giản. Đây là OS 17.6.1 nè. Thì các bạn kéo qua bên cùng, bên cái mục thư viện nè, các bạn bấm vô đây. Các bạn bấm cái ký tự đặc biệt, đó là hai cái này nè. Đó, hai cái là bạn bấm hai chấm. Xong rồi các bạn bấm ký tự bất kỳ là nó sẽ Redrin ha. Đây là OS 17.6.1. Các cái cách cũ thì các bạn có thể coi video cũ mình đã up ở trên cái kênh YouTube Phụ Kiện Ba Miền này rồi. Đây nè. Đây các bạn coi cái cách đơn giản nhất ở trước từ 15 tới 17.3 mà không cần sử dụng app. Thì cái cách mới nhất này là từ 17.6.1 áp dụng tới 16 chấm cũng ok ha. Ví dụ cái này là 17.03. Các bạn cứ kéo qua bên phải bên thư viện ứng dụng này, các bạn gõ đây ha, hai cái dấu này rồi hai chấm này, rồi các bạn gõ phím bất kỳ trở lại ha. Đây quay lại nè, bấm vô đây hai cái rồi hai chấm rồi phím bất kỳ ở Redrin này, rồi ok ha. Ví dụ cái này là 16.4 chẳng hạn ha. Đây là 16.4.1 nè. Thì đây mình kéo qua bên cùng bên thư viện ứng dụng ha. Rồi các bạn gõ hai dấu móc ở rồi hai chấm nè, gõ phím bất kỳ. Đó. Ok. Đó Redrin ok ha. Đây là 16.4.1. Và đây mình cũng có một cái OS thử. Này là OS 16. Này là OS 16.1 nè. Rồi mình thử cho các bạn coi ha. Kéo qua bên cùng thư viện ứng dụng nè. Rồi hai cái dấu móc nè, hai chấm nè. Rồi phím bất kỳ. Đó là Redrin ok. Thì cái video của mình là hướng dẫn các bạn Redrin đơn giản nhất cho cái OS từ 16 chấm trở lên mới nhất 17.6.1 ha. Bên mình cung cấp sỉ các loại sim ghép đời mới nhất, he cạc Vision Pro ha. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ Phụ Kiện Ba Miền. Đây group là cái này là dành cho thợ ha. Các bạn khách lẻ thì vô group khách lẻ riêng. Rồi cảm ơn các bạn.